Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế được phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, những năm qua, các nữ doanh nhân của Việt Nam không chỉ thể hiện vai trò là người phụ nữ trong gia đình, mà còn khẳng định vị thế của những người chiến sĩ quả cảm trên thương trường đầy thử thách. Rất nhiều nữ doanh nhân đã phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển bền vững khi mang các sản phẩm có chất lượng cao của Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên, các nữ doanh nhân còn gặp rất nhiều khó khăn từ bài toán tiếp cận vốn, tài sản, thị trường khu vực và toàn cầu, nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có nhiều hơn nữa những cái tên nữ tỷ phú Việt Nam trên thương trường khu vực và quốc tế? Làm thế nào để có những nữ doanh nhân Việt không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn mang lại giá trị độc đáo và nhân văn cho xã hội? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống làm gạo, bắt đầu từ ông nội rồi đến bố mẹ, nữ doanh nhân Bùi Thị Hạnh Hiếu, tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh chế biến hàng nông sản Bảo Minh đã được chọn là thế hệ kế tiếp để dẫn dắt và phát triển thương hiệu của gia đình. Theo đó, sau hơn 24 năm, gạo sạch chất lượng cao Bảo Minh trong nhiều năm qua đạt được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, top 100 thương hiệu uy tín Đông Nam Á. Đến người tiêu dùng thì chúng tôi có một cái quy trình mà từ 2015 cho đến nay chúng tôi đã chuyển đổi từ lúa gạo an toàn sang lúa gạo hữu cơ. Và với Bảo Minh thì đang thực hiện những cái chương trình bán hàng là quy trình liên kết 7 nhà. Bởi vì một doanh nghiệp làm đơn phương độc mã thì không thể tạo ra vai trò của nhà tổ chức sản xuất, vai trò của cơ quan nhà nước, vai trò của hội đồng khoa học, vai trò của nông dân hợp tác xã, vai trò của nhà banh. Và cực kỳ quan trọng đó là nhà truyền thông là lan tỏa và cán cân công lý, chỉ ra những sự khác biệt của các quy trình là thúc đẩy để làm sao phản ánh tới người tiêu dùng. Và chúng tôi cũng tự hào rằng đã gìn giữ được bản sắc dân tộc thông qua cái vấn đề xưa và nay, tức là vừa hiện đại và vừa truyền thống, đồng thời cũng tôn vinh cái bữa gạo, bữa cơm, bởi vì cơm tẻ là mẹ ruột, là cái bữa cơm chính để cho người tiêu dùng có những cái sức khỏe, bữa ăn an toàn và bảo vệ giống nòi. Với tình yêu quê hương, yêu hạt gạo thơm ngon, bà Bùi Thị Hạnh Hiếu cho biết sẽ tiếp tục làm cho hương gạo Việt bay xa đến được với nhiều người tiêu dùng hơn nữa. Bởi Bảo Minh không chỉ đơn thuần là nơi kết nối tinh hoa lúa gạo Việt, cung cấp tiện ích tới người tiêu dùng, thậm chí còn là nơi hội tụ gạo ngon, mang đậm bản sắc từng dân tộc Việt và là nơi hội tụ tinh hoa nông sản thế giới. Có chứ, chúng tôi xây dựng một nhà máy rất là lớn và cái câu chuyện ở đây là không phải bán hàng một vài chục ngàn tấn mà sẽ bán hàng trăm ngàn tấn trong những tương lai gần. Và khẳng định rằng là cái thế hiện cái việc Bảo Minh sẽ cùng với các lãnh đạo cơ quan ban ngành để thực hiện được câu chuyện lúa hữu cơ, mang cái tiêu chuẩn hữu cơ đối với cái câu chuyện EVFTA hội nhập trong con đường thế giới. Cùng chung niềm đam mê đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới, năm 2000, dù đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cho nghỉ hưu, nhưng với tâm niệm người làm khoa học không có ngày nghỉ, bà Nguyễn Thị Đông vẫn say mê nghiên cứu khoa học. Để những ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học được ứng dụng ngay vào thực tiễn, bà đã thành lập doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Hoa Lan tại Vĩnh Phúc. Từ doanh nghiệp này, những sản phẩm do bà Đông nghiên cứu liên tiếp được ra đời và được thị trường trong nước và nước ngoài đón nhận. Trong đó, sản phẩm xà phòng tắm than hoạt tính chữa bệnh ngoài da đã nhận được giải đồng, sản phẩm gel bôi trơn hỗ trợ diệt khuẩn, virus cúm A, cúm H5N1, virus SARS, virus HSV, virus Moron, virus viêm gan C đã nhận được giải thưởng đặc biệt và giải đồng trong cuộc thi sản phẩm sáng tạo năm 2013 do Phụ nữ Thế giới tổ chức ở Hàn Quốc. Với những nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Thị Đông đã vinh dự nhận được cúp bông hồng vàng năm 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng. Hai lần được vinh danh nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong doanh nhân nữ thì tôi cũng tham gia nhiều, ví dụ như tôi cũng là Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân của tỉnh Hưng Yên. Và tôi cũng ở trong ban chấp hành của Hội Nữ Doanh nhân nhỏ và vừa Hà Nội. Rồi tôi cũng ở, nói chung tôi tham gia nhiều hội lắm, rồi Hội Nữ Thượng Đỉnh, rồi Hội Câu Lạc Bộ Nữ Doanh nhân Hà Nội của Hội Liên hiệp Phụ Nữ v.v. Thì nói chung là ở đâu thì tôi cũng phải có cái sự đóng góp của mình vào đấy. Vì mình, thứ nhất là mình nhiều tuổi rồi, thứ hai là mình cũng có những cái bề dày thì mình cũng phải làm gương cho tất cả mọi người. Cho nên là tôi thấy rằng là cái gì mình cũng phải làm tốt và làm phải nghiên cứu ra những cái sản phẩm thật tốt để làm sao đến người tiêu dùng. Và chúng tôi phải tự hào rằng bao nhiêu năm nay chúng tôi chưa có một lời chê, kể cả từ nước trong nước ngoài cho đến khách hàng thì toàn là lời khen. Câu chuyện về những nữ doanh nhân này đã minh chứng cho một thế hệ hiện đại dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước lớn, sẵn sàng vượt qua được vùng an toàn để góp sức cho sự phát triển, mang thương hiệu Việt ra thế giới.
những nữ doanh nhân thành đạt không chỉ mang lại niềm tự hào, đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn tạo nguồn cảm hứng, mang lại năng lượng to lớn cho nữ giới cũng như cả giới doanh nhân Việt Nam. Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hiện nay cứ 4 doanh nghiệp đang hoạt động thì có một doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ. Hàng năm, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng vai trò không nhỏ vào GDP của đất nước. Đặc biệt là khi đối mặt với khó khăn, nữ doanh nghiệp quan tâm hơn đến các chính sách cho người lao động và những đóng góp cho xã hội. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Lựa chọn văn phòng phẩm là lĩnh vực kinh doanh, dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song nữ doanh nhân Nguyễn Huệ Mỹ, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Century Hoàng Minh luôn xác định, ngoài đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, thì các sản phẩm này phải thân thiện với môi trường, an toàn với người tiêu dùng. Với những nỗ lực trong điều hành kinh doanh của nữ doanh nhân này, doanh nghiệp khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Và mỗi doanh nghiệp thì có những cái khó khăn đặc thù riêng. Và công ty chúng tôi thì cũng không nằm trong cái trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng mà để mà vượt qua từng cái khó khăn thách thức đấy thì cần phải một cái đội ngũ nhân sự phải rất là tâm huyết và luôn luôn nỗ lực, luôn luôn có những cái sáng tạo để phát huy tốt nhất những cái khả năng của mình cũng như là bắt kịp với cái xu hướng của thời đại, của thị trường. Tương tự, nữ doanh nhân Thái Trịnh Hồng Giang đã từng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và đã trở thành giảng viên đại học. Tuy nhiên, nữ doanh nhân này đã quyết định từ bỏ công việc để tập trung duy trì và phát triển nghề bánh gia truyền thương hiệu Gia Trịnh. Đặc biệt, với giải pháp vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển bền vững, Gia Trịnh là một trong hai doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp do nữ làm chủ do Facebook và VCCI tổ chức. Bên mình thì cũng có cái may mắn là ngoài mảng kinh doanh chính là bánh thì bọn mình có một cái khu để trồng nguyên liệu và là khu trải nghiệm ẩm thực. Thì trong thời gian Covid thì chúng mình vẫn không phải đóng cửa, rất là may. Tuy hoạt động rất là thấp nhưng mà vẫn có những sản phẩm nông sản mang lên. Và lúc đấy thì bên mình cũng có những cái cách bán hàng, cũng sáng tạo ra những cách thức mà liên hệ với khách hàng. Chẳng hạn như bán hàng online hoặc là hướng dẫn khách hàng là có sản phẩm cơ bản đấy, các bạn có công thức đấy, chúng tôi, bạn có thể ở nhà làm như thế nào, các bước có thể, ví dụ bánh rán thì thay vì khách hàng đến đây mua những cái bánh nóng thì có thể là mua những cái bánh đông lạnh rồi về nhà tự dành thời gian với gia đình và tự làm những cái bánh đó. Thì và chúng mình chia sẻ những câu chuyện thường xuyên trên các trang mạng để cho khách hàng chia sẻ câu chuyện với mình và cùng với Gia Trịnh vượt qua khó khăn. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù còn có nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thậm chí đang đứng trên bờ vực phá sản, song nhiều doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo lại làm ăn thực sự hiệu quả và có đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Đặc biệt, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đương đầu với khó khăn và với sự năng động, sáng tạo, các nữ doanh nhân đã vươn lên, khẳng định vị thế của mình, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, bứt phá, mở rộng sản xuất kinh doanh, trở thành những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Tôi biết là nhiều anh chị ở đây cũng đang là những người phụ nữ có quyền lực, một trong top 50, top 25 cái phụ nữ quyền lực nhất ở châu Á, cũng đang có mặt ở đây. Nhưng mà nam giới thì chưa có cái nhân vật nào có ảnh hưởng đến mức như vậy trong cộng đồng thế giới. Cho nên có thể nói là vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực thì cần được đề cao và đó là cái động lực phát triển mới của Việt Nam. Đặc biệt, với trái tim người mẹ và sự sáng tạo trong kinh doanh, các doanh nhân nữ luôn hướng tới và là người tiên phong tạo dựng một nền sản xuất sạch, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và cam kết thân thiện với môi trường. Đó cũng là điều kiện giúp họ thuận lợi và có ưu thế được lựa chọn hơn trong mắt người tiêu dùng và các nhà đầu tư nước ngoài. Sứ mệnh của công ty là kết nối tinh hoa lúa gạo Việt và cung cấp tiện ích tới người tiêu dùng. Trong đó thì lĩnh vực của lúa gạo đặc sản là sự khác biệt của công ty Bảo Minh. Ví dụ như là đối với những công ty bạn thì hay có những chiến lược về gạo có vị dẻo và vị trắng, nhưng công ty của Bảo Minh thì thiên về độ đậm và độ thơm. Tức là độ thơm, độ đậm nó rất là khác biệt. Ngoài ra thì kết hợp cả vị chè dẻo và vị trắng nữa. Hiện giờ thì công ty chúng tôi cũng có 40 dòng lúa gạo đặc sản, luân phiên 5 vụ quanh năm. 2 vụ của miền Bắc là vụ mùa và vụ xuân, và 3 vụ của miền Nam là vụ xuân, vụ hè và vụ thu. Nên là chúng tôi cung cấp tới gần 4.000 điểm bán trên toàn quốc với 40 loại gạo đặc sản trên toàn quốc. Năng động, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp một cách thành công, câu chuyện của nhiều nữ doanh nhân trên thị trường đã góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều người, không chỉ là phụ nữ mà cả nam giới theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.
thực tế cho thấy không khó để tìm thấy những người chủ tịch, tổng giám đốc công ty, tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng rộng là phụ nữ như bà Mai Kiều Liên, tổng giám đốc Vinamilk, bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG, bà Thái Hương, chủ tịch tập đoàn TH, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air. Những nhà doanh nghiệp nữ này có tầm ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng không thua kém các lãnh đạo doanh nghiệp là nam giới trong nước. Dù có nhiều đóng góp cho xã hội, song doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tiếp cận tài chính, thông tin thị trường, các cơ hội đào tạo, nâng cao kiến thức, xúc tiến thương mại, các nguồn lực của chính phủ và các mạng lưới. Bên cạnh đó, thì những nữ doanh nhân tại Việt Nam còn phải đối mặt với thách thức lớn trong việc cân bằng giữa cuộc sống, gia đình và công việc. Theo báo cáo nghiên cứu kinh doanh tại Việt Nam, đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, phụ nữ làm kinh doanh tại Việt Nam luôn thiệt thòi hơn nam giới bởi cơ hội kinh doanh thường lệ thuộc vào các mối quan hệ. Như sau giờ làm việc, nam giới vẫn có thể giao tiếp ngoài xã hội để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thì trái lại, phần lớn phụ nữ sẽ trở về nhà chăm sóc cho gia đình, đã thu hẹp khả năng họ tiếp cận với nhiều cơ hội. Người phụ nữ có rất nhiều trọng trách ngoài câu chuyện làm kinh tế. Chúng tôi còn phải đảm đương vai trò làm vợ và làm mẹ. Trong những câu chuyện đấy thì chúng tôi cũng cùng với nhau để tìm ra cái giải pháp tháo gỡ để chúng ta bước qua được những cái rào cản, cái khó khăn, và có những cái giải pháp để làm sao mà thuyết phục hơn nữa trong câu chuyện là chúng ta làm kinh tế, phụ nữ làm kinh tế thời công nghệ 4.0. Cùng với đó, phụ nữ Việt Nam còn nhiều rào cản trong quá trình khởi nghiệp cũng như vận hành doanh nghiệp vì vai trò của người phụ nữ Á Đông cũng chưa thực sự được bình đẳng so với nam giới, cả trong gia đình và ngoài xã hội. Điều này dẫn đến những khó khăn đối với phụ nữ khi tham gia kinh doanh như quyết định thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, điều hành doanh nghiệp, mở rộng quan hệ đối tác, giao lưu tìm hiểu thị trường và tiếp cận các chương trình trợ giúp. Tín dụng hiện nay doanh nghiệp nữ thì có phần thiệt thòi hơn so với doanh nghiệp nam, cái thời hạn các khoản vay ngắn hơn so với doanh nghiệp nam, khả năng tiếp cận thông tin hay trong chỉ số về tính minh bạch thì doanh nghiệp nữ đang được đánh giá thấp hơn. Theo chúng tôi cũng là có lý do là do cái doanh nghiệp nữ có thể không có những thế mạnh về quan hệ xã hội như doanh nghiệp nam. Thứ hai nữa là cái gia nhập thị trường của doanh nghiệp nữ thì theo đánh giá là cũng khó khăn hơn doanh nghiệp nam. Nữ giới thì người ta đã gánh một cái trọng trách rất nặng nề về góc độ là gia đình, còn nam giới thì khi họ đi ra thương trường, họ ra lo cho sự nghiệp thì họ hoàn toàn dành toàn tâm toàn lực cho và cả thời gian cho sự nghiệp thôi, nhưng mà với phụ nữ thì không thể như vậy được. Thế nhưng mà lại các cái chính sách pháp luật, các cái ưu tiên ưu đãi ví dụ có thì cũng lại đều là chung. Cùng với đó, doanh nhân nữ còn gánh chịu thiệt thòi và gặp nhiều trở ngại trong quá trình khởi sự và điều hành doanh nghiệp như không được đào tạo bài bản, chính quy, thiếu kỹ năng kinh doanh, trình độ ngoại ngữ và khả năng áp dụng tin học hóa cũng chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Và người phụ nữ thì cũng nên tham gia những cái khóa học, khóa đào tạo để nâng cao cái kinh nghiệm của bản thân cũng như là các kỹ năng để hoạt động doanh nghiệp tốt hơn và tham gia vào những nhóm doanh nghiệp cùng hỗ trợ nhau như là hội phụ nữ này. Rồi là trong VCCI thì có cộng đồng doanh nhân nữ. Nhiều chuyên gia tư vấn cho rằng nếu chỉ có sự nỗ lực của phụ nữ là chưa đủ, mà cần có sự nỗ lực của chính sách. Để trao quyền cho phụ nữ thực chất hơn, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ tăng quy mô, tăng tính đại diện của doanh nghiệp nữ, trong đó có việc tăng tỷ lệ doanh nghiệp nữ trong tổng số doanh nghiệp. Đồng thời cần có chính sách tăng cường vai trò của các nữ doanh nhân trong các hiệp hội kinh doanh, nhằm làm cho hoạt động của các hiệp hội này phù hợp hơn với phụ nữ, từ đó tạo sự tự tin bước vào thị trường cạnh tranh quốc tế và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Các nữ doanh nhân có vai trò to lớn trong việc đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, có một thực tế, doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản trong quá trình phát triển kinh doanh so với nam giới. Để cải thiện điều này thì rất cần sự chung tay của các cơ quan nhà nước, các hiệp hội, của cộng đồng xã hội và cả của chính các thành viên trong gia đình. Để việc giữ lửa là công việc chung chứ không chỉ là công việc của riêng phụ nữ. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam. Trước tiên xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Thưa bà, theo số liệu thống kê thì tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam là chiếm 24%. Con số này cao hơn so với các nước trong khu vực. Điều này cho thấy doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam có đóng góp lớn cho nền kinh tế. Có đúng không vậy thưa bà? Phụ nữ Việt Nam không chỉ được ghi nhận bằng những con số mà về chất lượng doanh nghiệp thì chúng ta cũng thấy được nâng lên rất là cao. Đặc biệt là rất nhiều doanh nhân nữ của chúng ta đã đạt được những cái sự ghi nhận của thế giới cũng như là
khu vực, rất nhiều người đã được bình chọn là một trong 50 phụ nữ quyền lực châu Á, rồi một trong 100 danh sách 100 tỷ phú của thế giới. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái con số về chất lượng và số lượng doanh nghiệp thì phụ nữ Việt Nam còn đóng góp cho vấn đề xã hội rất là lớn, đó là tạo việc làm cho rất nhiều người lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thì tạo rất nhiều việc làm cho phụ nữ và cho người khuyết tật. Mặc dù có nhiều vai trò trong nền kinh tế, tuy nhiên thì doanh nghiệp do nữ làm chủ thì gặp rất nhiều khó khăn. Vậy theo bà đâu là những cái khó khăn lớn của doanh nghiệp ạ? Thì với cái đặc thù giới tính của mình cũng như là vẫn còn sự kỳ thị trong cộng đồng, hoặc là sự kỳ vọng quá lớn của cộng đồng xã hội đối với vai trò của người phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ thì cũng khó để nhận được sự đồng tình của các thành viên khác trong gia đình trong việc khởi nghiệp, cũng như là khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực, trong đó có vốn, có thị trường, có các tiếp cận với thông tin, cũng như là tiếp cận với các nhà đầu tư. Thế thì đối với lại phụ nữ thì còn nhiều các cái khó khăn khác, như tham gia không còn thời gian để tham gia các cái network, để tham gia khẳng định mình trên các cái thị trường ở khu vực và thế giới. Thưa bà, với những cái khó khăn này thì theo bà trong thời gian tới thì chính phủ cần phải có những cái hỗ trợ như thế nào để thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp do nữ làm chủ ạ? Vì hầu hết phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đều nằm trong các lĩnh vực mà đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, ví dụ như là trong lĩnh vực dịch vụ, trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, đào tạo và y tế. Thì đấy là những cái lĩnh vực mà đang bị ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên chúng tôi cũng rất mong có những cái gói hỗ trợ thiết thực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có thể tiếp cận được với nguồn vốn, có thể khơi thông được dòng chảy của vốn, cũng như là tiếp cận được với các cái gói hỗ trợ về cái, đặc biệt là tìm được những cái thị trường đầu ra trong cái bối cảnh mà chúng ta đang gặp khó khăn khi mà xuất khẩu sang các nước khác, cũng như là chúng ta cố gắng có những cái chương trình hỗ trợ chuyển đổi số để hỗ trợ cho phụ nữ có thể thích ứng được với bối cảnh mới. Bà có thể cho biết là vai trò của Hội đồng Doanh nhân nữ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ ạ? Năng và nhiệm vụ của mình thì Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã được lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam giao nhiệm vụ hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam trên rất nhiều các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực vận động chính sách. Thì chúng tôi thường thường là sẽ tổ chức các cái hoạt động để lấy ý kiến hội viên của mình và phát triển cái khuyến nghị đối với Phòng Thương mại, để Phòng Thương mại tổng hợp khuyến nghị đối với Quốc hội, đối với các cơ quan ban ngành để tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tạo cái hành lang pháp lý tốt để khuyến khích cho phụ nữ khởi nghiệp. Cái mảng thứ hai là chúng tôi khai thác các cái nguồn lực từ trong nước và quốc tế để tổ chức các cái chương trình đào tạo, tư vấn để nâng cao năng lực cho hội viên của mình. Cái lĩnh vực thứ ba là chúng tôi tổ chức các cái chuyến kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại và hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và cái mảng thứ tư nữa là chúng tôi hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và giới thiệu các cái giải thưởng của quốc tế về Việt Nam, cũng như là tổ chức cái giải thưởng nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cúp bông hồng vàng để định vị các cái doanh nhân nữ của mình, xây dựng những cái hình ảnh những doanh nhân nữ thành đạt để tạo cái truyền cái cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp. Và cái điều một mảng cũng rất quan trọng nữa là chúng tôi đang triển khai phối hợp với lại UN Women và các cái tổ chức đối tác của mình để thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc vận dụng các công cụ trao quyền cho phụ nữ, là các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ của UN Women và UN Global Compact. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ với các đối tác khác của Hà Lan để làm sao thúc đẩy trong cái cải thiện cái quan hệ lao động và đàm phán cũng như là tương tác trong doanh nghiệp để xây dựng cải thiện cái mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, bà có gửi lời chúc gì đối với doanh nghiệp nữ trong những ngày này ạ? Dịp ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng thời là trong cái tháng doanh nhân Việt Nam là ngày 13 tháng 10, thì cho phép tôi thay mặt cho Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam xin gửi lời chúc và một niềm tin về sự vượt qua khó khăn của các doanh nhân nữ, và mong các chị hãy đoàn kết, kết nối vòng tay cùng với Hội đồng Doanh nhân nữ, chúng ta chèo lái doanh nghiệp thành công để vượt qua cái dông bão do Covid gây ra, và chúng ta sẽ phát triển bền vững. Với một cái thông điệp của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tới các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng là bình đẳng là thịnh vượng,
và chúng ta sẽ phấn đấu để không một người phụ nữ nào bị lùi lại phía sau. Một lần nữa xin cảm ơn bà. Chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.